Văn Tiến, Vĩnh Phúc, Nguyễn Công Thành, Tuyên Quang vào ghế. Tổ trọng tài: Vũ Hữu Tuân, Nguyễn Văn Hưng, Lê Văn Sức. Giới thiệu trận thi đấu hạng 52kg trẻ: Lý Văn Tiến, Vĩnh Phúc, Phố Đỏ; Nguyễn Công Thành, Tuyên Quang, Phố Xanh; Hai Đô và Dựa Sới. Hai Đô, xe đài. Hai Đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị. Hiệp 1 bắt đầu. Ra ngoài rồi. Hai Đô vào giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Lỗi chân rồi, Hai Đô đứng giữa sới. Công bố kết quả ở lúc 0 phút 25 giây, hiệp 1, Lý Văn Tiến, Vĩnh Phúc thắng cuộc. Trận thi đấu tiếp theo, hạng 48.